Ngoại trưởng Sergei Nga bảo Hitler là người Do Thái, nên ông Zelensky là người Do Thái không quan trọng. Mà như thế này hớ gì chứ, Hitler sao người Do Thái được ba? Bởi ổng đang bị Israel chửi đó anh, ở cái đó tin đó anh biết rồi nha. Nói chung vụ cái qua giữa Nga với Ukraine hôm nay cũng sùm á, Đức giờ ủng hộ cấm dầu luôn. Cấm dầu chứ không cấm khí nha ba, hai cái khác nhau. Một cái là oi với một cái là ga. Missy Pelosi dám qua KF thì gọi là bản lãnh không xếp. Bản lãnh nhưng mà nó cũ rồi em. Trước đây người đầu tiên ba ông cụ kia mới bản lãnh. Bây giờ mấy người này thấy ba ông cụ đó an toàn rồi, ngon rồi, được thế giới ca ngợi rồi, đi theo là bản lãnh nó có nhưng mà nó giảm rồi nha. Đúng không các bạn? Để cho mấy ba người kia đi trước thử lỡ rồi. Cái lúc mà ba ông cụ kia là người đầu tiên đi nó mới ghê. Rồi sau đó tới ông thủ tướng Anh đi đồ này nọ, thấy đi ngang nghiêng, ông tướng bự cũng đi ngang nghiêng giữa đường giữa xá, chụp ảnh đồ quay phim đồ ầm ầm hết chả sao. Thì bà này mới qua. Ủa cái ngày trước á là cái bà phó không có qua nha ba, bà phó bà ghé Ba Lan. Bà phó là bà Kamala Harris, bà ghé Ba Lan xong bà đi luôn rồi. Không qua kia, không qua Ukraine. Nhưng mà có nhỏ nữ diễn viên mới hot nè, nhỏ gì ăn cho lì, lôi cho lì gì đó. Nhỏ đó như đóng như vợ chồng ông bà Smith thì mặc cái súng ông chuột cắn bạc bạc như móc đưa, hai đứa ôm nhau dê nhau tưởng sao móc súng bèm nhau. Phim đó hay á mấy em. Angela Jolie. Đó. Cô nhỏ Angela Jolie anh đánh giá men hơn. Lý do là vì sao? Tại sao vậy? Nhìn xét về độ nổi tiếng á. Cô ấy cũng khá. Ở bên Mỹ đó vậy nè mấy em. Chính trị của ông là nghề thôi. Còn tôi là Hollywood cũng là nghề. Nên theo cách nhìn của bên Mỹ á là không có nghĩa là cái bà policy bà cao hơn cái bà Jolie nha. Angela. Đó. Nhưng mà cái bà chứ bà policy á thì bà là chính trị gia mà dữ thì bà đi chắc chắn là có mật vụ bảo vệ rồi. Đúng không? Chỉ có mật vụ bảo vệ là chuyện đó, là cái chuyện an toàn của bà nó cũng ngon rồi, không có gì lo đó. Nhưng mà cái bà Jolie kìa, bà là tư nhân. Bà là tư nhân thì bà đi cùng lắm bà mướn security thôi. Thì cái việc mà bà mướn security là cái việc bà mướn. Nó sẽ, cái đội ngũ nó sẽ không có khủng bằng cái đội ngũ của bà kia. Thấy không? Bà kia có thể là tình báo CIA đồ này nọ, rồi đội đặc nhiệm siêu siết gì đâu, dữ không à. Đó. Nên mình vẫn thấy bà kia là bà ấy. Cái độ nguy hiểm của bà cao hơn. Nhưng mà nói đi phải nói lại, bà kia thì đương nhiên là Nga không có ghét bằng rồi. Ông nghe mà nói diễn viên kể đó. Nhưng mà bà này nha. Chính trị gì. Nói chung hai người phụ nữ người nào cũng giữ hết. Vậy đi, mệt quá. Duy nghĩ Ấn Độ có quay xe vụ Ukraine không Duy? Cũng không biết luôn nha. Ê cái vụ đó nó giờ căng à. Tôi nói rồi, Ấn Độ không chơi cú này, không biết Mỹ chơi cú nào. Mỹ bây giờ alo. Ê tiếng Trung tiếng Hàn nói sao mấy em, anh sổ sổ vài câu cho nó vui mấy em. Cái gì xuống xỉa 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 gì đó dạ dạ vậy. Đại loại dịch ra tiếng Việt là quốc rảnh không? Vô BT bộ tứ không? Bộ tứ. Mà tại sao dùng chữ bộ tứ? Là khối quắc á. Khối quắc là khối bộ tứ chứ phải khối quắc là khối 22 điểm nha. Á. Má kỳ bộ tứ sao tức kỹ thôi. Vậy đồng nghĩa nào? Nắng gần Ấn Độ. Không nói Ấn Độ. Tức là cái hai cuộc điện thoại bí mật đi mà sao tung ra ngoài. Ấn Độ nghĩ mình cũng đang nằm trong bộ tứ mà giờ rủ Hàn Quốc vô bộ tứ là sao ta? Khó hiểu quá, thôi từ từ hiểu. Bộ tứ sao vậy? Sao lại thêm người nữa thì nó đâu có còn là tứ nữa. Phải là ngủ. Bây giờ lời qua tiếng lại mà ông Biden ông đang thúc đẩy lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ mà thông qua cái gói 33 tỷ. À, ghê thiệt. Là hôm nay mà nếu mà cái gói này thông qua, nếu nha cái gói này thông qua thì cộng với châu Âu này nọ kia chắc ông Ukraine ông cũng được khoảng chừng 60 tỷ rồi đó. 60 tỷ. Số tiền quá lớn. Con cái ông nào hồi xưa đựng tuổi thân nha, sao tự nhiên giờ Ukraine nó sướng vậy rồi. Rồi chào Cao Dương nha. Anh Charlie có con gái xinh lắm. Nó thật sự thì anh không có theo dõi nhiều mấy cái news về gọi là star mấy em. Biết vậy thôi, anh biết nhỏ này rất là nổi tiếng. Hình như đóng ông bà Smith chung Red Beat thì phải. Hình như chồng Red Beat phải không? Đúng rồi. Chồng là Red Beat xong ly dị rồi lưa lưa gì. À, Mỹ viện trợ kết thúc có trả nợ không anh? Thấy Nga bảo Ukraine trả nợ hết đời. Trả nợ nghĩa đen thôi chứ làm gì trả nợ, ta viện trợ không còn lại chứ có chồng mượn tiền đâu trả nợ. Nhưng mà trả nợ sau này là cái gì?
Tức là những hợp đồng làm ăn kinh tế đó đó là phải liên kết với Mỹ. Mà ăn Ukraine nó muốn chết mẹ luôn. Mang tiếng làm ăn với Mỹ oai muốn chết. Tức là cái kèo này nó gọi là nó phù hợp cho Ukraine. Ukraine khoái chết mồm luôn. Bây giờ ví dụ như giờ làm gì ta? Bây giờ coi hãy để đấy với coi Tom and Jerry. Hàng đấu giá nhau vô Ukraine mở độc quyền. Ukraine chọn ai? Thôi Tom và Jerry đi. Nói dạng vậy Mỹ. Chắc chắn là vậy rồi. Thì nói chung với cuộc chiến này á, thì Ukraine bỏ người mà phương Tây bỏ cổ. Mai mốt tái thiết Mỹ và phương Tây ôm hết. Cái chuyện đó Ukraine nó chịu quá chứ còn gì nữa. Cái quan trọng là Ukraine sau này phải chọn Mỹ đế, Mỹ để xây dựng lại hậu chiến Mỹ lời. Nói thật ra nhiều khi nói về tiền bạc thì mình cũng nghĩ Mỹ nó sẽ lời đó. Nhưng mà nó được lợi cái chuyện khác. Thứ nhất là cái chuyện nhân tâm. Cái chuyện này chuyện kia, cái chuyện mà đàn em đồng minh đồ có đóng. Chứ bây giờ trong cái cú này mà Mỹ không chơi hết mình thì đàn em của Mỹ nghĩ như thế nào? Ví dụ Đài Loan đi. Ồ Đài Loan giờ ta ngồi ta vui chứ trời ơi này nó mẹ ơi. Giờ cú này Ukraine Mỹ chơi được, chắc mình chắc cũng vậy. Hoặc là hơn. Nó là cái chuyện đó nữa. Với nó chồng chéo với anh rất nhiều cái. G20 hai phe gặp nhau căng lắm anh. Chắc gặp online của em. Giờ đang Covid. Ukraine chỉ là con tốt thử nghiệm của NATO và Mỹ mà thôi. Thì nó tốt hay không kệ bà nó đi. Giờ nó có đỡ không đúng các bạn. Chắn. Đúng không? Bây giờ bạn đặt vô bằng cái thế của Ukraine đi. Còn mày phương Tây nó giúp cho như vậy thì phải cảm ơn nó thôi. Chứ giờ nó không cho giúp gì hết trơn. Có đất đu càng à. Nên nhiều khi mình nói cái này thì nó chung thì tùy mỗi người một góc nhìn, tùy mỗi người một suy nghĩ. Suy nghĩ theo bên nào? Thí dụ như suy nghĩ theo bên phương Tây nó vậy thì nó là sao? Suy nghĩ Ukraine vậy thì sao? Suy nghĩ bên Nga vậy thì sao? Với lại G20 họp ở đâu nữa anh? Ủa G20 chắc họp ở Indo quá mấy em. Ông Indo làm chủ tịch mới ghê chứ bà. Cái ông Indo làm chủ tịch G20 luôn phiên. Tức là cái G20 mỗi năm mỗi mùa ông mỗi mùa ông tới lượt ông Indo thôi. Đổi nhiệm kỳ. Ông Indo giờ ho ghê lắm. Viễn cảnh các nước Trung Đông khi cạn dầu thì sẽ ra sao, liệu có thành Venezuela không? Trung Đông nào? Thí dụ như Dubai nó cạn dầu thì giờ nó ở trên tòa nhà cao nhất thế giới nó ngủ. Nó làm dịch vụ máy bay nó kiếm tiền. Nó kiếm thêm. Còn Qatar thì đá banh kiếm thêm. Bởi vì Paris Saint-Germain á cũng có đá banh luôn. Vậy thôi chứ quan trọng nào? Yemen hả? Ả Rập nhiều lắm nha. Ví dụ như giờ Libya cũng Ả Rập đó. Ansari cũng Ả Rập đó. Em qua Mỹ lúc 16 tuổi. Đù. Mày qua Mỹ lúc 16 tuổi là mày học xong lớp 9 mày qua đúng không? Mày học 3 năm high school, giờ mày học đại học chưa? Hôm nay đẻ một điều gì sướng mày? Hả? 16 tuổi. Tâm sự với em đẻ một điều hả? Thằng này nó qua thằng này nó có đầu tư chứ mà giỡn đâu. Anh nghe này nói chuyện là biết là thằng này nó là giận dữ á. Có kiến thức đúng không thầy? Nó đi đúng thời điểm luôn mày. Kiến thức rất là cứng. Trễ không trễ, sớm đi đúng 16 tuổi. Đúng. Mày ghê rồi, nhà mày chắc tài phiệt rồi. Dữ. Đừng đụng nó nha mấy em. Tao nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, cỡ nhưng Mẫn Nguyễn không đủ tuổi ngồi chung mâm. Tao phán kèo luôn, mà khỏi bật co nhau nữa. Quá dữ. Tị nạn hay gì vậy bạn, tị cái đầu mà chứ tị thằng đó con đại gia đó mày, nó bảo nó đúng đi đúng đường hợp pháp đi mà máy bay đàng hoàng đó tị khí khô. Thằng đó là anh nghi đó là cũng dữ á. Chỉ có thằng Mẫn Nguyễn là cái thằng không biết trời cao đất rộng, chọc ai cũng chọc đại gia. Một bữa ăn 2 đô tính sáng chiều là 4 đô, nếu gia đình thu nhập thấp thì không tốn tiền luôn. Không có laptop thì trường cho mượn. Có điều hư là 2.000 đô móc xẻ. Mày con đại gia. Mày nó học bây giờ, mà giờ em học đại học chưa? Hay là còn học high school? Chắc em MA đi qua du học rồi kiếm người. Đầu óc quá chỉ nghĩ được mấy cái đó. Nói nghe nè. Nó 16 tuổi nó qua là cái tuổi đó là thuộc dạng đại gia rồi. Còn không nó 19, 20 tuổi mới qua con ơi. Không phải binh nó nhưng mà nó tao biết vụ này 16 tuổi là dữ lắm. 16 tuổi phải cỡ đại bàng nó chứ không giỡn đâu. Thí dụ bình thường tao học xong cấp 3 tụi em lưu linh thi rớt đại học ở Việt Nam này xong rồi tùm lum la bỏ tiền bung vô học cái trường của Bắp. Đúng không? Lấy mát vô học xong đi giữa đi kiếm người cái đó đúng. Nhưng mà 16 tuổi là cái con đường khác. 16 tuổi là đã chuẩn bị từ nhỏ luôn rồi. Đúng rồi, từ lúc mà nó tập bú á là mẹ nó cho nó uống sữa Mỹ rồi. Đúng không? Dữ dằn. Xong học lớp lá lớp chồi chắc học trường Mỹ luôn rồi vậy.
hay là học chuyên Anh hay học gì Amsterdam Hà Nội hay là ở trong Sài Gòn thì học cái gì quên rồi, trừ gì quận 1 ngay đường Nguyễn Du quên ta, quận 1 đường Nguyễn Du quên rồi nó học cái trường đó đó, xong rồi học hết lớp 9 ở Việt Nam. Ồ, xong rồi cha mẹ đá cái bóp văn bển luôn, mua cho cái nhà, 16 tuổi thi bằng lái được rồi, thêm con xe nữa. Thì một năm tầm 1 tỷ thôi, qua có gia đình bà con thì không tốn nhiều anh ơi, ăn chật hả mày. Ồ, sống Mỹ sòng phẳng đi, không có cho ăn chật ngang. Cái tư tưởng này không ở Mỹ được mấy em. Cái tư tưởng này ở qua gì có bà gì, ăn cơm khỏi trả, tiền nhà khỏi đóng. Rồi sẵn bà coi mình luôn. Không có đâu ba, tư tưởng của Mỹ là như vậy nè. Ok được, tao vì mày đương nhiên tao phải thách khe mày rồi, nhưng mà tía má mày đóng tiền nhà tao, tiền ăn tao, tiền công tao thách khe mày nữa mày. Chứ 16 tuổi mà chạy xe ra đường mà chạy kiểu gì, tao phải ngồi chung với mày, tao ngồi chung với mày tao không đi dỗ được, tao không đi vô được, cha mày phải trả tiền. Đúng không quý vị? Đó. Nên tôi là tính tôi là tôi sòng phẳng lắm nha các bạn. Không bao giờ mà tôi theo cái tư tưởng mà gọi là người bóc lột người, mà tôi cũng theo cái tư tưởng mà giống như nó nhờ vả vậy đó. Em có mấy đứa bạn du học sinh qua Mỹ mà cũng tầm 16, 14 tuổi, nó cũng khóc gia đình khó khăn các kiểu lắm anh. Mẹ đặt gia đình khó khăn mày đặt đi du học, nói chuyện nghe thấy ngứa nách. Gia đình mày khó khăn thì mày học ở Việt Nam đi, mày thương cha mẹ mày. Ồ, mấy con nhỏ này không thành công đâu mấy em. Khóc khóc kiểu đó sau này chắc thế nào cũng bỏ phiếu cho cụ Biden thôi à. Tại cụ Biden cho tiền nó welfare mà. Chắc ba mẹ nó ở đây, nó qua sống độc lập bên đó, nghe nói chuyện khá chững chạc, không trẻ trâu. Thì nó muốn tâm sự chuyện gia đình nó thì kệ nó thôi, chứ giờ sao giờ. Nhà em là diện HO mà, cô chú em đi hết qua Mỹ từ lâu rồi, còn ba em do theo ý mẹ em nên phải trả hiếu cho đình ông ngoại các kiểu nên mới đi lâu thôi. À đúng rồi, nói chung là gia đình của mày ngày trước đi diện HO là cái là gốc F0. Rồi sau đó làm hồ sơ bảo lãnh cho ba của em. Nhưng mà ba của em còn dùng cà dằn. Rồi sau này ba của em đi mà dưới 18 tuổi ba mà lôi mày theo hết. Thì nhà này chưa chắc đại gia. Ồ, nhiều khi giờ nó qua bên Mỹ nó học, nó nghe tiếng Anh nó cũng nhức đầu lắm chứ không phải giỡn đâu. Hiểu. Đó, phải nói giỏi cho anh mới hiểu. Mà tôi hiểu rồi tôi giải thích cho bạn nghe rất là hiểu. Đó, thì HO là diện đoàn tụ. Nên em này qua đó học chắc cũng phải gồng dữ lắm đó ba. Ta đang trong một môi trường giảng dạy tiếng Việt không mà. Qua bên bển chơi tiếng Anh ABC luôn, hồi sốc não. Chắc 2-3 năm đầu chắc cho học tiếng Anh chứ chưa vô chương trình hả em. Bây giờ em được vô chương trình chưa? Tại North Carolina này anh. Thì tức là em nói một cái hiện tượng. Thì anh không có gì hết đó, cái hiện tượng mà sao đam. Nhưng mà anh chỉ đam cái bản chất là anh không có thích những cái tư tưởng như vậy. Và những cái tư tưởng như vậy nó không đại gì được cho Mỹ, mà nó chỉ là một cái gì đó bám víu trên đất Mỹ mà nó không phản ánh được bản chất Mỹ. Dùng chữ kia thì nó hơi nặng, cái chữ gì mà đài VTV nó lỡ một lần đó mấy em, nó lỡ một lần á. Nói chung á, rời quê thì nên gột sạch phèn ký gì đó. Chứ bây giờ em nghĩ sao? Mấy em có đồng ý không? Thí dụ như mấy em là cô là cậu nữa đi. Mấy em phải đi dỗ, mấy em kiếm tiền. Tự nhiên đặt con qua cho mình ăn nhờ ở đậu thêm cái mạng thách khe nữa. Tụi em có làm không? Trừ khi nào mà nó có con mà thương nó quá trời thương luôn mới làm vậy thôi chứ. Cái đó là cái tư tưởng lợi dụng. Nếu mà cha mẹ nó Việt Nam không có tiền thì thôi. Mày cảm thấy giúp được thì giúp, còn nếu mà cha mẹ cũng có đồng ăn đồng ra mà cho con đi học thì phải lo được khoản đó nữa. Không mà đạp nó ra ngoài cho nó ở đi. Đúng không? Người thân khi khô lợi dụng không? À gì thì đại gia đâu, giá ăn cấp 3 căng tin 2 đô là trường trung bình ở Mỹ chứ không phải trường của tụi nhà giàu đâu. Trả lời anh câu đi, mày bây giờ mà vô chương trình chính chưa hay đang học tiếng Anh? Tại vì bên Mỹ nó đẹp lắm mà, thật sự bên giáo dục Mỹ nó hay rất rất nhiều điểm. Thí dụ như em qua bên đó mà em ngu tiếng Anh đi. Nó cho em đi học luôn mà học tiếng Anh trước. Chỉ học tiếng Anh. Học cứng cứng rồi vô chương trình. Thí dụ như bên đây mày tự nhiên mày mới học lớp 7 đi, xong rồi gia đình khổ đi chăn trâu hết năm. Xong rồi đi qua bển hỏi mày học lớp mấy, mày nói ở lớp 7. Lớp 7 là gì? Kêu là gì ta? Nó chưa tới high school, nó kêu là gì á? Kêu gì mày?
free hay gì phải không ta? Không kệ bà đó gì đi. Kệ bà đó là gì đi. Nhưng mà sau đó đó, nó vô nó test tiếng Anh em, tiếng Anh em ok rồi nọ, học tiếp. Ở tiếng Anh mà chưa ok á thì nó ngồi dạy tiếng Anh mày chừng 5 2 năm là ok được, cho vô lớp 7 tiếp. Long Vũ trả lời nói cái này là ngu. Bố mẹ Mỹ làm Việt Nam tầm bậy. Ba mẹ nó qua Mỹ rồi. Đâu mới nghe mà không hiểu. Nó là nhà đi HO. Xong rồi ba đi theo sau. Tức là giờ ba nó là Mỹ rồi. Mới lôi đầu nó theo, nó được ba nó bỏ ảnh qua. Ok chưa? Nó đi học làm gì tốn tiền. Mày không tin mày hỏi nó coi. Ủa nhưng mà bà lãnh vậy là vô quốc tịch luôn rồi thầy. Không, vô thẻ. Nó đi học làm gì tốn tiền. Không tin hỏi nó coi. Nó nên Long Vũ không có cứng về Mỹ đế. Hiểu không? Nó chỉ tốn tiền ăn thôi, chứ tiền ra thuê laptop, tóc tủng gì của nó, chứ tiền thư viện, tiền gái gú gì thôi à. Nó đi học không tốn tiền đâu. Chi phí đi học rồi, nó kể hết rồi đó. Nó nói nhiều người á, người ta đi qua Mỹ chi hai chuyện, người ta đi học chứ đi tì bệnh hết, lời rồi. Ông Phan Mỹ nó, Mỹ nó hơi bị, mình gọi là sao ta? Cái chính sách của nó dễ bị người ta lợi dụng á. Sao để cho người ta lợi dụng dễ vậy thầy? Nó bên Trung Quốc đi qua Mỹ du lịch xong đẻ bệnh quốc tịch luôn. Quốc tịch luôn, chích vaccine miễn phí, học hành miễn phí, tất cả miễn phí hết. Xong rồi. Rồi sau này về thi Olympic đâu? Cho Trung Quốc. Đó, Mỹ này không được cái gì hết. Thì ai biết kệ thôi. Tức là cái chuyện đó là chuyện hợp pháp bên Mỹ. Mỹ người ta được phép vậy thì giờ ta khai thác thôi chứ nói gì vậy? Gì vậy trời? Linh Lung nói gì vậy? Mỗi người trong khu vực có income đều đóng school tax thì đúng rồi. Chuyện đó bình thường, giờ ăn phải đóng thuế thôi chứ làm sao? Nhưng mà ít ra cái thuế đó để cho thằng cu này đỡ đóng tiền học vậy thôi, ok. Cuộc chơi sòng phẳng. Không ai nợ ai hết á, chỉ có mấy thằng mạ đẻ nhiều á thì nó chơi lợi dụng thôi. Đi học miễn phí. Nhưng mà mình đóng thuế để cho mình con mình đi học, chuyện đó đúng. Giống như anh Duy Nguyễn, giả sử đi, anh ta lấy vợ tuổi hai đứa con, ba đứa cũng được, bốn đứa cũng được. Tiền thuế của anh đóng cho bốn đứa con của anh đi học, đó là công bằng. Nhưng mà trừ khi nào mà anh không đẻ được đứa nào hết trơn á đó, anh phải đóng thuế đó, anh nuôi con hàng xóm á, thì cái đó mới quê. Vậy là những cái đi học miễn phí ở Mỹ thì bản chất nó cũng là tiền túi của người dân. Đúng. Trả ra thôi. Đúng, chính xác. Chứ không phải hoàn toàn miễn phí như mà những gì mà mọi người thấy. Thì nó là miễn phí chứ gì nữa, nhưng mà nó là từ cái tiền thuế. Từ cái tiền thuế của những người kinh doanh ở đó và những người dân người ta sống ở đó. Chứ còn tự nhiên miễn phí gì má, miễn phí gì tiền đâu, chính phủ Mỹ người ta trang trải mấy cái đó. Nó học miễn phí thôi, nhưng mà tiền lương của giáo viên là chính phủ phải trả chứ. Chưa kể tiền cắt cỏ rồi tiền đưa rước, tiền tờ lưa luôn. Hồi em đi học cấp 3 tiếng Anh chán đời, sinh ra ở Mỹ sướng thật. Giờ nói vậy hả? MMA cố gắng đừng như Sơn Tây thì chán lắm. MMA thằng này nó không như Sơn Tây đâu mà, nó đam Sơn Tây quậy gì. Đóng thuế nuôi con người khác cũng chính là nuôi anh về già đó, nói chung chung nha. Đúng đúng, thằng này nói chuyện đúng, chính xác. Đúng đúng, ồ mà cái câu này tao là nhanh lắm, cái gì mà nó đúng là tao công nhận đúng rồi, không có ý kiến còi, này đúng nè. Để tôi giải thích cho nó. Tức là sao, thí dụ như giờ anh, dù xin lỗi bạn, anh đẻ không được đi. Mà tuổi trẻ anh làm mà đóng thuế. Đúng chưa? Để anh nuôi con thằng hàng xóm. Cho con thằng hàng xóm ăn học thành tài. Đó. Rồi sau này nó đi làm, nó đóng thuế lại cho chính phủ lấy cái tiền thuế đó, đưa tiền già cho anh sống. À, đưa tiền cho anh đi nhảy đầm. Không, đưa tiền cho anh đi coi gì mấy cái show ca nhạc đồ. Vậy đi. Rồi xong rồi chính phủ bán thẻ bảo hiểm miễn phí cho anh về già. Thì anh cầm cái, anh vô bệnh viện, anh nằm thoải mái kệ bác sĩ lo. Thì bác sĩ lo thì vẫn, bác sĩ phải lấy tiền của chính phủ. Mà tiền chính phủ từ đâu? Từ thuế của thằng con nhà hàng xóm. Đó, nên thằng An Nam Hồ này nói chuyện chuẩn, không chơi trâu. Vậy là nó giống như là cứ đồng tiền cha nuôi, đồng tiền con. Đúng rồi, nó cứ tạo thêm một cái khoản mà vòng luân chuyển. Một cái vòng tuần hoàn. Đó, mấy em bắt đầu hiểu về Mỹ rồi đó. Ghê. Nó cuộc sống nó sòng phẳng mà chỉ có thằng Khứa ăn không được rồi, ông welfare mà làm chuyện hôi nách đó mới nhảm thôi. Chiêu này Mỹ thật là cao cỡ. Em có bà gì bên đó sao gì em có bảo lãnh cho con cháu qua được không anh? Được cái bố. Ủa gì? Bảo lãnh con chứ sao bảo lãnh cháu được? Bà gì mày cãi rồi, bà gì mày chứ có nước làm may cho mày được. Chỉ cho thằng kế này hơi bà tà nha mấy em, này hơi tà đạo.
tức là bà dì em á kiếm nhỏ nào đẹp đẹp mà nói chung mà cũng được đi, thì giờ thôi kệ đó, người quen đồ này nọ giúp đỡ qua lại với nhau, nương tựa nhau đồ hen, lúc mà tối lửa tắt đèn có nhau đồ. Mày được, con em đang học bên Mỹ không tốn gì hết nhưng họ dạy rất tốt, vì thế em biết ơn làm đúng thế tốt mồ hôi. Con em đang học ở Mỹ hả? Vậy mày đang ở Mỹ luôn hay sao?